Xin chào các bác và các anh em. Có một chú em người Bình Định thì chú đang sử dụng một cái bản mixer, như các anh em nhìn thấy, một cái bản mixer đơn giản thôi, ghép lên một chiếc vang cơ. Thì chú có trao đổi với em qua Zalo là chú muốn nhờ em tư vấn cho chú sử dụng một chiếc vang số giá tầm tiền vừa phải, và cái vấn đề kết nối cũng như là sử dụng và cái chất âm mà nó tương đối tốt cho cái karaoke gia đình. Và chú này chú thích là có một cái sự tùy chỉnh theo sở thích cá nhân thông qua cái phần âm sắc ở trên bản mixer cũng như là cái phần hiệu ứng effect để mà tùy chỉnh theo cái sở thích cá nhân. Thì em có tư vấn cho chú sử dụng chiếc vang số X5. Thì đối với dòng vang số X5 thì có lẽ rằng các anh em cũng quá quen thuộc rồi, bởi vì nó ra đời rất lâu rồi, được sử dụng trong gia đình cũng như là các anh em đi làm sự kiện, làm âm thanh cưới hỏi, âm thanh sự kiện, âm thanh ca hát miệt vườn. Thì sử dụng chiếc vang số X5 thì nó cũng khá là tiện lợi. Nó tiện lợi ở cái chỗ là nó có 6 cổng ra, cho phép chúng ta căn chỉnh được các cái hiệu ứng xuất ra trên từng cổng khác nhau. Và cái chất âm của chiếc vang số X5 về cái phần hiệu ứng effect, tức là có echo reverb ấy, là nó tương đối tốt. Thì em cũng đã tư vấn cho chú này sử dụng chiếc vang số X5 này để ghép với lại cái bàn mixer mà chú đang sử dụng. Thì để cho nó gần gũi với lại cái việc mà kết nối, thì em cũng dựa trên cái sự kết nối sẵn có của chú ấy đang sử dụng, thì em cũng sẽ căn chỉnh chiếc vang số X5 để mà cho chú này chú ấy về phối ghép cho nó có một cái độ tiện lợi trong vấn đề mà kết nối và vấn đề sử dụng. Thật sự mà nói thì căn chỉnh nó đã là khó rồi, nhưng mà nhiều khi trong cái vấn đề kết nối mà chúng ta kết nối nó không hợp lý thì nó không đem lại một cái hiệu quả cao khi mà chúng ta ghép vang số với bản mixer. Thì đây thì em cũng vừa là chia sẻ với lại chú em này để chú ấy khi mình nhận chiếc vang số thì chú có thể là nắm bắt được cái vấn đề mà em đã căn chỉnh và chia sẻ với chú về vấn đề kết nối, thì các bác anh em có thể tham khảo. Thì như em đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi, thì để có một cái cấu hình hay khi mà ghép với bản mixer ấy, thì trước tiên chúng ta phải làm các cấu hình hay ở trên chiếc vang số. Thì bây giờ em sẽ thử cái chất âm trước khi mà qua cái bản mixer này. Đây là cái đường mà xuống đẩy này, đường ra trên bản mixer và xuống đẩy. Và cái cổng 56 này, cổng 56 này sẽ kết nối vào cái cổng RL trên chiếc vang số X5. Và cái cổng Kenter này sẽ kết nối với một cái line số 2, cái line mà có chân màu trắng này, kết nối vào line số 2 trên bản mixer. Và cái cổng sâu giao ở trên chiếc vang số X5 này sẽ kết nối với cái đường line số 1 này. Thì trên hai cái cổng Kenter và sâu giao, cổng Kenter thì sẽ lấy ra hiệu ứng echo, cổng sâu giao sẽ lấy ra hiệu ứng reverb, và sẽ đưa lên hai line trên bản mixer để chú em này chú có thể là pha trộn theo cái tính chất tùy chỉnh. Và tất cả các cổng xuất ra ở trên chiếc vang số X5 này thì em đều cắt bỏ phần music, bởi vì chú này chú đưa phần nhạc lên trên bản mixer. Thế cho nên là các cái cổng xuất ra ở trên chiếc vang số X5 này là em loại bỏ cái tín hiệu music. Chỉ có cái cổng sup này thì vẫn xuất ra một cái tín hiệu sup nếu chúng ta đưa một cái tín hiệu music vào cái đầu vào chiếc vang số. Nếu đưa một tín hiệu music vào đầu vào của chiếc vang số X5 thì ở trên cổng sup vẫn xuất ra tín hiệu sup. Thì cái này là chúng ta sẽ tùy chỉnh thôi. Thế còn hiện giờ chú em này là chú sẽ đưa cái đường music lên trên hai line trên bản mixer. Thì bây giờ em sẽ thử cái chất âm mà trước khi mà làm các cái hiệu ứng effect hay thì chúng ta phải có một cái chất âm hay ở trên cái cổng xuất ra ở trên chiếc vang số. Và hiện giờ là trên chiếc vang số X5 này, bây giờ là em sẽ thử nghiệm mà bằng cái cổng này là cổng giờ trên chiếc vang số X5, và thử chất âm 4 cái cấu hình mà em đã làm ở trên chiếc vang số X5 này. Chúng ta muốn có một cái chất âm hay khi mà phối ghép với bản mixer thì bản thân là các cái cấu hình làm ra ở trên chiếc vang số là nó phải hay. Còn cái việc mà chúng ta đưa một cái tỷ lệ echo reverb bao nhiêu trên các cổng Kenter và cổng sâu giao thì cái này nó là do cái người căn chỉnh và do sự cảm nhận để có một cái chất âm echo ở trên cổng Kenter và có chất âm reverb trên cổng sâu giao, và chúng ta sẽ pha trộn nó với nhau như thế nào để cho nó có một tỷ lệ hợp lý. Mà cái tỷ lệ này nó sẽ liên quan đến cái độ mềm, độ nhuyễn của cái phần âm sắc.
Thì đây nó là bây giờ trước tiên em sẽ thử 4 cấu hình mà kết nối trực tiếp với lại chiếc đẩy để cho các bác anh em nghe được là cái chất âm trước khi mình lại cái bàn mixer nó như nào. Thì một cái mà em chia sẻ luôn, khi kết nối với bàn mixer, nếu mà chúng ta sử dụng bây giờ là như vậy là chúng ta cắm trực tiếp luôn, đây là cái đường mic. Bây giờ em sẽ cắm trực tiếp đường mic, cắm trực tiếp đường đường mic vào và vang số luôn. Bây giờ sẽ cắm trực tiếp đường mic vào vang số để thử 4 cấu hình. Bây giờ sẽ cắm trực tiếp vào vang số, đây là mic cắm trực tiếp vào vang số. Và một điều để em chia sẻ luôn, khi mà chúng ta sử dụng mic trực tiếp vào vang số và xuống đẩy thì chúng ta phải mở cái âm lượng mic này lớn lên. Còn nếu khi kết nối với bàn mixer và kết nối bàn mixer thì cái đường canon này là nó sẽ có lợi về đường tín hiệu hơn. Khi chúng ta kết nối vào đường canon thì nó sẽ có lợi về cái đường độ lớn của cái âm lượng, và kết nối theo cái đường 6 ly này thì là nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái đường canon. Đấy là một cái điều mà chú em này chú sẽ lưu ý. Nếu mà kết nối bàn mixer thì em để cái lúc khởi động có giá trị 10 thôi, còn hiện giờ kết nối cục đẩy thì phải để đến giá trị mic này, để đến, chưa quên, bây giờ phải cho nó cái giá độ giá trị mic nó lên ạ. Cho giá trị mic của chiếc vang số này nó lên đã. Bây giờ là vặn âm lượng mic ở trên chiếc vang số này cho nó lên tầm khoảng 35 đi. Bây giờ kết nối trực tiếp với đẩy và để âm lượng mic ở 35. Và hiện giờ là đang thử một cái cấu hình là cấu hình sáng tiếng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 6, 1, 2, 6. Tiếp đến là sẽ gọi cấu hình số 2 này ra. Cấu hình số 2 là nịnh giọng gieo mic này. Sẽ gọi cấu hình này ra. Thì cấu hình này nó là một cấu hình mà hỗ trợ cho cái giọng hát yếu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 6. Tiếp đến là cái cấu hình số 3 là cấu hình cho bộ dàn mà chất âm không sáng tiếng. Đây là cấu hình tối tiếng, tức là cái bộ dàn mà nó chất âm nó không sáng thì sẽ sử dụng cấu hình này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 6. Và tiếp đến là cấu hình dì vợt. Cấu hình số 4 là cấu hình dì vợt. Làm cho chú em này là 4 cấu hình, trong đó có một cấu hình dì vợt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 6. Đây là cái chất âm mà em sử dụng trực tiếp vang số xuống cục đẩy. Thế còn bây giờ như vậy là sẽ sử dụng cái chất âm mà thông qua cái bàn mixer. Thông qua trên bàn mixer. Thông qua trên bàn mixer và em sẽ thử chất âm mic khi thông qua bàn mixer. Thì đây, đường line số 5, số 6 này. Đường line số 5, số 6 này sẽ kết nối vào cổng RL ở trên vang số. Kết nối với cổng RL trên vang số. Còn cái đường 1, 2 này sẽ kết nối vào cổng Canter và cổng sâu giao. Sẽ kết nối vào cổng Canter và cổng sâu giao ở trên chiếc vang số. Chân màu trắng này sẽ kết nối với cổng Canter. Chân màu trắng là Canter. Đây là hai cổng RL này. Còn một chân đường line số 1 kết nối với cổng sâu giao. Thì đường mic thì cắm từ bộ mic này vào một cái đường line ở trên bàn mixer. Và một đường line trên bàn mixer. Và lấy cái đường aux x. Đây là đường aux x này. Sẽ cắm vào với lại cái đầu vào của chiếc vang số. Thì khi mà sử dụng như vậy là live qua đường aux x thì cái phần âm lượng mic này phải giảm đi, giảm nhỏ đi để 10 thôi. Lúc nãy để 35.
Khi kết nối cục đẩy thì chúng ta để giá trị lớn, còn khi kết nối bàn sơ thì để giá trị nhỏ. Và bây giờ sẽ gọi cái cấu hình đầu tiên này. Cấu hình sáng tiếng này, sáng tiếng này. Gọi cấu hình sáng tiếng ra. Đấy. Thì bây giờ ở trên bàn mixer thì hai cái đường line số 5 số 6 này, hai đường line số 5 số 6 này là kết nối với cổng RL này. Kết nối với cổng RL. Cái đường số 2 này kết nối với cổng counter này. Đường số 1 này kết nối với cổng sâu giao này. Và bây giờ sẽ thử cái chất âm ở trên hai cổng RL trước. Đây là hai cổng RL này. Hai cổng RL. Thì bây giờ sẽ thử chất âm trên hai cổng RL trước. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 6 9. Thì chất âm ở trên hai cổng giờ là này là cái chất âm mà nó pha trộn sẵn. Thế còn bây giờ đây là hiệu ứng echo này. Chú em này có thể là phối hợp giữa echo và reverb. Đây là echo. Cổng số 2 này là kết nối với lại cổng counter ở trên chiếc băng số X5. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 6 6 6 6. Và đây là reverb này, cổng số 1 là reverb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 6 9. Thì thôi thì em thử một cấu hình thôi, thế còn các cái cấu hình 2 3 4 thì em cũng làm tương đối tốt rồi. Thì chú em này có thể là gọi các cái cấu hình ở trên chiếc băng số X5 ra để mà sử dụng. Thế thì đây nó cũng là một cái vang số mà làm theo cái nhu cầu của chú em ở Bình Định. Thì em cũng là vừa là chia sẻ hướng dẫn sử dụng với chú em này. Và các bác và anh em có thể là tham khảo. Thì đây nó cũng là một... một kiểu kết nối mà nó ăn chất âm phổ thông giữa băng số với bàn mixer. Nhưng cơ bản nhất là vẫn phải làm chất âm ở trên băng số, nó phải hay. Thì khi mà chúng ta phối ghép với bàn mixer thì nó mới đưa ra một chất âm hay được. Thế còn khi mà chúng ta làm các cấu hình ở trên băng số mà nó chưa hay, thì khi mà chúng ta đưa với bàn mixer thì chúng ta chỉ chỉnh được cái vấn đề về cái âm sắc trầm trung chét thôi. Bởi vì khi chúng ta live bàn mixer thì chúng ta sẽ loại bỏ hết các hiệu ứng ở trên bàn mixer và chúng ta sử dụng hiệu ứng ở trên vang số, cho nên rằng hay hay không thì vấn đề nó là cái hiệu ứng ở trên vang số. Thì đây nó cũng là một cái video clip mà em muốn gửi tới chú em để chú ý có thể biết cách kết nối và sử dụng cho nó có hiệu quả. Bởi vì nhiều khi thì em bán và căn chỉnh vang số cho các bác anh em thì khi nhận lại thì vấn đề kết nối nó cũng là một cái vấn đề mà nó cũng liên quan đến cái khai thác chất âm ở trên chiếc vang số. Thì em làm để cho chú em này chú ý nắm được và các bác và anh em có thể tham khảo. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bạn nhé. Hẹn các bạn anh em trong các video clip tiếp theo.